Xin chào mọi người đến với kênh Chiêu Cho USA. Hôm nay ông xã mình ông đem chiếc xe này ông vô đây, ông lao ông chùi nữa, ông kỹ lắm. Để coi coi ảnh làm gì nha. Sẵn mình giới thiệu cho mọi người coi cái mô tô ở trong đây. Đó. Đây là cái bếp. Cái bếp để nấu ăn. Còn ở trên đây là máy hút. Anh này anh đi thôi, ở nhà là anh lục đục anh làm hoài. Do you know hungry, Gray? One p.m. Còn đây là những cái tủ mọi người. Cái tủ mình muốn bỏ gì mình bỏ. Còn đây là cái toilet á, restroom á. Có cái đèn luôn nè. Đó. Có móc luôn. Đấy. Còn bên đây là máy của quay. Đó. Còn đây là cái tủ lạnh. Ấy dù. Very much. Còn đây là cái tủ lạnh. Sao sao đây? What? Where? I don't see. Where? I don't know. Còn đây là cái ghế mình làm cái giường cũng được nữa mọi người. Cái mình kéo cái này ra, mình kéo cái này ra cái thành cái giường à, mền gối. Còn trên đây là tủ, nó cũng giống y cái nhà nhỏ gì đó, giống y cái nhà nhỏ gì luôn. Cái nhà nhỏ sao là cái này y vậy đó. Còn mình không có muốn làm giường thì mình làm cái ghế. Đây. Bây giờ người ta hai vợ chồng á, người ta thích cái nhà này nè mọi người, nó gọn á, cái xe vậy nè nó gọn á. Nó với phần chạy nó không có bị quăng cái ở đằng sau. Đó. Nếu mình làm cái ghế. Nói vậy đó. Còn mình ngủ thì mình làm cái giường. Còn ở đây là cái tivi. Còn ở trên đây thì tủ để khăn mọi người. Tủ để khăn, để quần áo. Còn đây là mình để mỹ phẩm của mình. Còn này là gì? Đây là cái tủ quần áo nè. Đó, tủ quần áo mà mình để nước. Mình không có quần áo để đây, mình để nước. Cái bàn này bàn nhỏ nè. Cái bàn là quần áo. Nó rất là tiện lợi. Còn đây mình để giấy. Còn cái màn này tối mình ngủ á, cái mình kéo lại hết, mình kéo lại hết luôn mọi người. Nó dài lắm nha, kéo lại hết luôn, là người ta không có nhìn được vô cái xe của mình đâu.
Còn đây là giấy, đây để thức ăn. Ở đằng sau cũng như vậy luôn mọi người. Ở đằng sau mình vẫn mở cửa được, và mình kéo hết những cái tấm rèm này xuống, tối mình ngủ là mình kéo xuống hết luôn. Và đây là cái máy, đây là cái máy máy lạnh á, như là trời nóng thì mình bật lên, còn trời lạnh thì thôi. Còn đây là bóng đèn, đây là bóng đèn. Còn ở đây thì mình muốn sáng thì mình mở ra, mình mở cái này ra nó sẽ sáng ra đó. Còn mình không muốn thì mình đóng lại, nhưng mà khi mà chạy xe là mình phải đóng lại đó. Nó rất là tiện. À, có đèn nhiều lắm. Ở bên đây hai cái bóng đèn nè, ở đây một cái bóng đèn nó đóng rất là kỹ nha mọi người, rất là kỹ. Cái xe chạy nó không có nghe tiếng động, giống y là cái xe lớn bữa hổm. Cái xe lớn bữa hổm của mình nó nghe tiếng động lớn lắm, còn cái này chạy là không có nghe tiếng động nhiều, nghe tiếng động nhỏ xíu à. Còn ở đây á, là mình khi mình đi toilet thì mình mở ra, mình mở rồi mấy cái này là water ở hết, còn cái này là xịt tóp. Còn cái này thì mình đi toilet mình mở, còn mở máy quạt quay rồi mở tủ lạnh gì đó là mấy cái nút đây đó. Chắc là còn ở trên đây thì cũng có, ở trên đây cũng có học tủ luôn mọi người. Đây đó, mình để cái gì mình thích, cái gì mình để. Ông xã mình phái cái loại xe này lắm, cái loại xe này nó bền dữ lắm mọi người ơi, mà mình không biết cái hiệu gì không biết, mà ông xã mình không phái loại này lắm. Bữa hổm cái anh đó ảnh chụp hình gửi qua là ông xã mình ổng đi mua mua vé máy bay liền luôn á mọi người. Ổng nói với mình á là Kali ơi, tìm được chiếc xe mà bạn muốn rồi, mà cái xe đó giống y là cái hiệu ở xe nhà vậy đó. Cái là mình nói bây giờ thì tính sao. Ông xã mình nói là bây giờ đi mua vé máy bay để bay qua liền á, là mua liền luôn á, là qua là thích liền luôn á mọi người. Cái này cái giỏ của mình đem vô nhà. Bây giờ ảnh về rồi, anh này ảnh kỹ lắm mọi người ơi, giờ không biết ảnh làm cái gì cũng lau chùi xe, ông làm bóng đèn gì, ăn tối ngày ông cứ xe cộ đó, mọi người thấy xe không. Cái xe này á, là của ông bạn của ông xã mình đó mọi người, chứ không phải là mình mua mới. Cái xe này mua có 20.000 à, mà tiền phí, tiền ăn, tiền uống, tiền vé máy bay hết luôn, tất cả có 23.000 thôi, nó không có nhiều. Nhưng mà mình thích cái loại này để đi du lịch. Ảnh ăn tối ngày anh cứ heo anh thay nhớt, rồi anh tha mỡ bò vô bánh xe đó. Nên ăn tối ngày là anh lục đục anh làm hoài nha. Ở bên đây họ không có, ở bên đây họ không có đi sửa xe ở ngoài đâu mọi người, ở nhà sửa không à. Đây là cái dây này nè mọi người, mọi người thấy cái dây này là để cho máy lạnh á, cái máy lạnh ở trong á. Cái xe này thấy là ưng liền luôn á mọi người. Ăn tối ngày anh thay nhớt hoài, anh thay nhớt, thay mỡ bò, lau chùi bình. Tự đi đi du lịch là đi đoạn đường xa là mình phải chăm sóc chiếc xe cho kỹ, nên ông xã mình ông kỹ lắm. Mình
có ông xã mình vậy chứ mình đỡ phải mệt mọi người, mà gặp ông xã không biết lo thì mới mệt, còn ông xã mình vậy nên không có mệt. Đây là hoa nhà mình. Ok, mình tạm biệt mọi người, bye bye mọi người nha.